Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, trong thời gian qua, tại các công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-NPC đã có những hoạt động nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ công nhân viên trong công tác giao tiếp với khách hàng. EVN-NPC xác định để khách hàng tự chấm điểm cho các dịch vụ của mình là cách chính xác nhất biết được mức độ hài lòng của khách hàng. Đó cũng là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ theo đúng yêu cầu mà khách hàng mong muốn. Vì vậy mà điểm bình quân mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện của EVN-NPC năm 2015 đạt là 7,1 điểm, tăng 0,6 điểm so với năm 2014. Trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng của EVN-NPC, PC Thái Nguyên cũng đã tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, như xây dựng hệ thống các phòng giao dịch tại các điện lực đạt chuẩn, đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng xung quanh vấn đề sử dụng điện nhằm giúp khách hàng dễ tiếp cận các dịch vụ về điện hơn. Trong 8 tháng đầu năm đã có 13 trên 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt thời gian theo quy định. Hơn 5 triệu tin nhắn tổng đài được thực hiện đã thể hiện sự chuyên nghiệp, sự tôn trọng của khách hàng đúng với phương châm khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi. Và điều này đã được nhiều khách hàng ghi nhận. Đối với công ty điện Thái Nguyên, công tác mà dịch vụ khách hàng trong những năm gần đây và đặc biệt năm 2016, 2016 thì cũng là một trong những cái nội dung mà các công ty điện lực rất quan tâm để nâng cao cái chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng, và cũng qua đó là đã để từng bước mình cải thiện cái hình ảnh của ngành điện đối với khách hàng. Khi có sự cố thì là các đồng chí xử lý rất nhanh, kể cả về ban đêm. Đặc biệt là trong những năm gần đây là cái thời gian ngừng cung cấp điện và thời gian cấp trở lại thì các đồng chí thông báo cho khách hàng tương đối là rất chuẩn. Việc thành lập trung tâm chăm sóc dịch vụ khách hàng chính là một điểm nhấn của EVN-NPC trong công tác này. Tính trung bình, một ngày trung tâm nhận được hơn 600 cuộc gọi từ khách hàng, thậm chí có những ngày cao điểm lên tới hơn 1.000 cuộc gọi. Đa số khách hàng đều đánh giá cao tính chuyên nghiệp, cách xử lý thông tin nhanh gọn, kịp thời của trung tâm. Không chỉ giải đáp thắc mắc, nhân viên tổng đài còn hướng dẫn khách hàng truy cập website để được cung cấp đầy đủ các thông tin về lịch tạm ngừng cung cấp điện, lịch ghi chỉ số công tơ, lịch thanh toán hóa đơn tiền điện, tư vấn cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Công ty Điện lực Bắc Giang là một trong những đơn vị triển khai tích cực và có số lượng tin nhắn nhiều nhất đến tổng đài của trung tâm chăm sóc khách hàng. Tính đến 31 tháng 8 năm 2016, đã có gần 24.000 tin nhắn yêu cầu xử lý của khách hàng. Công ty đã xây dựng quy định thống nhất trình tự xử lý giải quyết kiến nghị của khách hàng khi tiếp nhận thông tin từ trung tâm chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo phương châm 3 dễ: dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát. Trong thời gian vừa qua thì công ty Tổng công ty miền Bắc tháng 12 năm 2015 cũng đã thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng. Trung tâm khách hàng là phản ánh cái chất lượng dịch vụ của từng công ty trong Tổng công ty miền Bắc, và cái số lượng chúng tôi cũng quảng bá rất tốt, để thực ra đấy là cái tấm gương thì ban lãnh đạo công ty mới có thông tin để điều chỉnh những cái hành vi cũng như là những cái kế hoạch, cái chiến lược của công ty phù hợp với cái nhu cầu mong mỏi của khách hàng. Trước khi mất điện hay là gì, chi nhánh điện sẽ có báo nhắn tin vào điện thoại của mình và mình sẽ biết chuẩn bị tinh thần, và hai nữa là những ngày tháng đóng tiền điện bao giờ cũng nhắn tin vào trước 1-2 hôm, vì là bao nhiêu tiền mình đã biết ở trong số điện thoại rồi, nên là mình chỉ việc mang tiền đấy đóng vào, mang thẻ ra giật quẹt là được nhanh hơn mà. Một trong những công tác dịch vụ khách hàng nổi bật của EVN-NPC là việc thực hiện cơ chế một cửa đối với nhu cầu cấp điện mới của khách hàng. Các đơn vị điện lực sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các giao dịch, quá trình thực hiện cho tới khi có kết quả cuối cùng, rút ngắn thời gian thực hiện các công việc của ngành điện để cấp điện cho các khách hàng. Gửi tin nhắn đến khách hàng, 100% khách hàng sẽ nhận được tin nhắn trên điện thoại khi chúng tôi thông báo tiền điện tiêu thụ tháng đó và thông báo chương trình cắt điện cũng như ngừng giảm cung cấp điện trong ngày. Tất cả những ý kiến phản ánh của khách hàng thì đều được chúng tôi xử lý tiếp nhận kịp thời và giải quyết triệt để, tránh để khách hàng có ý kiến
không hài lòng. Những cái điểm mà chúng tôi thực hiện được chẳng hạn như là rút ngắn thời gian cấp điện. Trước đây chẳng hạn như là trước đây theo quy trình kinh doanh là cấp điện là từ 5 đến 7 ngày. Thế hiện nay chúng tôi đã cấp điện là chỉ có hơn 2 ngày thôi. Hơn 2 ngày thì khách hàng đã có điện để sử dụng. Thế thứ hai nữa là bây giờ không hồ sơ các khách hàng sử dụng điện. Trước đây chẳng hạn như là phải ra điện lực để làm. Để làm tại quầy, tại điện lực để cái việc hồ sơ rất là lâu, thứ hai là phức tạp. Thì thay vì việc đấy chúng tôi bây giờ chẳng hạn khách hàng đăng ký chỉ cần qua điện thoại. Chúng tôi cử cán bộ nhân viên đến tận nhà. Đến tận nhà để thực hiện cái việc là hoàn thiện hồ sơ để làm nào đấy cho khách hàng thuận lợi nhất. Xây dựng hình ảnh điện lực vì dân, được lòng dân và sự đột phá trong khâu dịch vụ khách hàng là bước tiến chiến lược của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng để hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai. Thông qua các yêu cầu của khách hàng sẽ giúp cho ngành điện giám sát điều hành công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo niềm tin, sự gắn kết và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.